Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Chương trình siêu thị không đồng chung tay đại thắng dịch Covid-19 hỗ trợ người nghèo tại Đà Lạt. Những chiếc khẩu trang nghĩa tình đến với người dân trong mùa dịch. Tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng dịch Covid-19 trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm lợi dụng mùa dịch Covid-19 tụ tập mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 24 tháng 4, khối các mặt trận đoàn thể chính trị xã hội cùng hội doanh nhân trẻ, khối đoàn thể các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức chương trình siêu thị không đồng chung tay đại thắng dịch Covid-19 tại thành phố Đà Lạt. Từ sáng sớm, từng đoàn người xếp hàng dài trước trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tọa lạc trên đường Cô Giang, phường 9, thành phố Đà Lạt để tham gia chương trình siêu thị không đồng. Ngay tại cổng vào các gian hàng, tất cả người dân đến nhận quà đều được các tình nguyện viên của tỉnh đoàn hướng dẫn được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và phát túi xách để tự lấy cho mình những mặt hàng nhu yếu phẩm được sắp xếp một cách khoa học để thuận tiện nhất cho người dân. Những món hàng từ khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn đến mì gói, trứng, nước mắm, dầu ăn, gạo, quần áo cứ thế đầy lên theo từng giỏ hàng làm ấm lòng người nhận. Bản thân tôi thấy cái chương trình cái siêu thị không đồng này là mang đến giúp đỡ cho những người dân trong lúc này là rất là ý nghĩa và có tính cách nhân văn, cho nên là tôi thấy coi như là những việc làm thiết thực này có thể giúp cho nhiều người dân cũng như những người bán vé số cũng như là những anh chị em khuyết tật được nhận cái món quà. Tuy rằng là nó là nhỏ nhưng mà cái tình cảm rất là lớn lao. Nghe nói người ta mở cái này để cho những người nghèo thì em cũng đến đây em đi lấy đồ thôi. Mở cái này cho thì người nào cũng được lấy, nhà nào nói chung cũng đỡ được một phần. Để có được chương trình quy mô lớn như thế này là sự chung tay góp sức của các hội đoàn thể của tỉnh và những doanh nghiệp nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã quyên góp ủng hộ. Tính đến thời điểm này, ban tổ chức đã huy động được gần 21 tấn gạo, 2 máy phát gạo tự động, 4 tấn xào củ, trên 500 thùng mì tôm, 9.500 quả trứng gà, 2.000 chai dầu ăn, 2.000 chai nước mắm, trên 2.000 hộp cao Atiso vitamin C, cao gừng sả, 170 lít nước sát khuẩn, 500 khẩu trang, quần áo và tiền mặt với tổng số tiền trên 700 triệu đồng. Tất cả đều hướng đến mục đích đồng hành và chia sẻ bớt những khó khăn của người dân nghèo trong mùa dịch bệnh Covid-19. Theo ban tổ chức, ngoài số lượng quà được phát cho người dân nghèo trong ngày hôm nay, ban tổ chức tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ từ các đơn vị đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để chương trình được tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Hưởng ứng cái lều kêu gọi của chính phủ cũng xuất phát từ cái tấm lòng nhân ái, cũng doanh nghiệp cũng muốn san sẻ những khó khăn đối với nhất là bà con nghèo trong gặp hoàn cảnh đại dịch này, và cũng mong rằng qua đó thì cũng doanh nghiệp cũng chung tay góp sức để cùng với chính quyền tỉnh để ủng hộ những người nghèo để vượt qua, và cũng mong rằng cái đại dịch này nó sớm được mọi người cùng đoàn kết để có thể là đẩy lùi cái đại dịch. Mục đích của chúng tôi là chia sẻ với những bà con có hoàn cảnh khó khăn, những hộ nghèo và những người chịu ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19, và mong muốn rằng là sự gắn kết giữa các cấp bộ đoàn, rồi các ban ngành đoàn thể cũng như là các tầng lớp nhân dân của chúng ta ngày một chặt chẽ hơn, chia sẻ yêu thương để hỗ trợ nhau vượt qua những cái khó khăn này. Và chúng tôi dự kiến sẽ trao trên 2.000 xuất quà. Và từ giờ cho tới khi kết thúc chương trình thì các mạnh thường quân tiếp tục hỗ trợ và chúng tôi sẽ tiếp tục tăng thêm cái lượng quà đến với lại những cái hộ gia đình đặc biệt khó khăn như vậy. Với thông điệp từ chương trình, nếu bạn khó, hãy nhận một phần, nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác, nếu bạn có, hãy tiếp sức chúng tôi, đã thể hiện những ý nghĩa nhân văn của chương trình mang lại. Những đoàn người chờ nhận quà vẫn xếp hàng dài. Điều đó cũng đồng nghĩa, còn cần rất nhiều, rất nhiều những tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng để giúp người nghèo vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh để dần ổn định cuộc sống khi dịch Covid-19 kết thúc.
những chiếc khẩu trang nghĩa tình đến với người dân trong mùa dịch. Hướng dẫn lộ trình vận tải hành khách chạy tuyến liên tỉnh là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Trong những ngày cao điểm phòng chống dịch COVID-19, phong trào Tôi ở nhà, hãy đứng yên khi Tổ quốc cần được đông đảo người dân hưởng ứng để cùng chính phủ chung tay đẩy lùi COVID-19. Và khi ở nhà, nhiều người đã tận dụng khoảng thời gian này để làm những công việc có ý nghĩa, dẫu nhỏ nhưng ấm nghĩa tình. Và ở thành phố Đà Lạt có một người phụ nữ, chị là công chức, nhưng vẫn tranh thủ sắp xếp thời gian sau công việc để may những chiếc khẩu trang tặng cho mọi người xung quanh. Tiếng cắt vải, tiếng đạp máy. Gần 2 tháng nay, buổi tối ở căn nhà của chị Nguyễn Thị Huyền Diệu ngụ tại phường 6 thành phố Đà Lạt vẫn luôn thường trực những âm thanh như thế. Chị may khẩu trang. Ban đầu chỉ là may cho người nhà dùng. Nhưng giữa mùa dịch Covid, khẩu trang khan hiếm, nhu cầu sử dụng của người dân, đồng nghiệp và mọi người xung quanh lại nhiều nên chị đã dành trọn thời gian nghỉ ngơi sau công việc của mình để may những chiếc khẩu trang tặng mọi người. Mình không có nhiều công sức, không có nhiều tiền, nhưng mình nghĩ tất cả mọi cái nó phụ thuộc vào cái tâm. Mình làm cái gì đó mình cảm thấy mình chia sẻ được với cộng đồng, nhất là trong cái đợt dịch như vậy nữa thì chị thấy rất là vui. Ví dụ như đêm mà chị làm tới 12 giờ là chuyện bình thường, không có vấn đề gì hết, mà sáng mai đi vẫn sức khỏe bình thường. Đấy là một cái động lực cho chị để chị đêm nào chị ngồi chị làm. Là cán bộ làm việc ở một cơ quan nhà nước, bao việc bộn bề, nhưng đều đặn mỗi ngày chị vẫn sắp xếp thời gian vào một buổi tối để làm công việc nghĩa tình này. Chị tỉ mẩn từng đường kim mũi chỉ để đảm bảo vệ sinh. Sau khi may xong, chị đem khẩu trang đi hấp, rồi lại sấy khô diệt khuẩn hàng tiếng đồng hồ. Sau đó xịt khuẩn bằng cồn, đem phơi chỗ khô mát và cẩn thận đóng gói từng chiếc để mang tặng. Chị có suy nghĩ rằng mình đeo, mình muốn an toàn cho mình thì mọi người đeo cũng phải an toàn. Nhất là khẩu trang trực tiếp với hơi thở và mình hít đây. Và cái miệng mình hít toàn bộ cái khi cái hơi vào. Mà nhất là cái bụi vải. Cái bụi vải xong quá trình mình ngồi may trên máy thì nó bụi. Mình khử khuẩn, mình sát khuẩn tay chứ, nhưng mà máy may này, rồi bụi vải này, keo cắt này thì mình sẽ không phòng ngừa. Những nhà sản xuất lớn thì họ đầy đủ công nghệ. Nhưng mình thì làm tay mà. Thì chỉ sử dụng bằng cồn. Thì mình về mặt tâm lý thì mình thấy là mình hấp rồi, mình sấy có khử khuẩn rồi, mình xịt cồn rồi thì về mặt nào đó thì nó cũng rất là tốt trong cái việc mà sát khuẩn. Lấy sức khỏe, niềm vui của người khác làm niềm vui và động lực cho bản thân. Cứ thế hàng trăm chiếc khẩu trang được chị Diệu trao tặng đến từng người dân trong ngõ xóm, từng cô bác khi đi chợ, từng anh chị em tại cơ quan công tác. Người được tặng có trẻ em, người lớn, có nam, có nữ, và nên khẩu trang chị may cũng theo nhiều kiểu dáng và kích cỡ. Điều ấy khiến những ai nhận được những chiếc khẩu trang của chị đều cảm nhận được sự chu đáo, chân thành của người tặng. Thì với cương vị là trưởng phòng thông tin báo chí xuất bản, thì trong thời gian vừa qua thì chị Diệu luôn triển khai tốt những cái nhiệm vụ chuyên môn được giao. Còn trong cái giai đoạn mà cả nước chúng ta đang chung tay phòng chống dịch COVID á, thì chị Diệu với một chút cái kỹ năng về may vá thì chị cũng đã tự đi tìm những cái nguyên liệu vải phù hợp để may khẩu trang. Khẩu trang của Diệu may ra nó rất là thoải mái, vừa với khuôn mặt của mình. Cô Diệu cũng hay cho khẩu trang bà con hàng xóm. Hôm nay mình có đi dạo trong phố, mình quên mang khẩu trang thì cô Diệu cũng gọi lại nhắc nhở và cho tặng cho mình khẩu trang. Thì mình cũng rất là biết ơn cô Diệu. Dịch bệnh COVID-19 là nỗi lo không của riêng ai, nhưng nó cũng chính là phép thử của lòng tốt, của trách nhiệm, của tinh thần vì cộng đồng. Những chiếc khẩu trang giá trị không nhiều, nhưng nó đủ để người nhận cảm thấy ấm lòng, an tâm hơn khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe và cả sinh mạng của mỗi con người. Cuối giờ chiều ngày hôm qua 23 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể lộ trình hoạt động của các loại xe vận tải hành khách chạy tuyến liên tỉnh, theo văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị quản lý khai thác bến xe chỉ đạo các đơn vị hoạt động kinh doanh theo tuyến cố định, chỉ được hoạt động tối đa 30% số chuyến theo biểu đồ chạy xe đã được chấp thuận. Đối với các tuyến đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe đã được chấp thuận, đối với các tuyến đến tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp. Căn cứ tỷ lệ trên, bến xe và các đơn vị vận tải phối hợp điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến trong một ngày cho phù hợp.
Đối với đơn vị hoạt động kinh doanh theo loại hình hợp đồng, du lịch, chỉ được hoạt động vận doanh tối đa 30% tổng số xe của đơn vị. Đối với các tỉnh thành phố thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa 50% tổng số xe của đơn vị. Đối với các tỉnh thành phố thuộc nhóm nguy cơ thấp. Nếu tỷ lệ phần trăm nói trên nhỏ hơn 1 thì được hoạt động 1 xe. Về công tác phòng chống dịch khi vận chuyển, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc văn bản của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời sắp xếp bố trí hành khách ngồi giãn cách trên phương tiện, không quá 50% số ghế và cách một ghế hoặc đảm bảo cách nhau 1 mét, cần phải thực hiện ngay khi bán vé, xếp khách lên xe. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có thông báo số 98 ngày 23 tháng 4 năm 2020 về một số nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Sau đây là nội dung chính của thông báo. Tiếp tục thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ đi ra ngoài khi thật sự cần thiết, thực hiện việc đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, vui chơi, giải trí, các hoạt động lễ nghi tôn giáo đông người. Tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh, vũ trường, quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, massage, trò chơi điện tử, ca nhạc, phòng trà, cho đến khi có thông báo mới. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Số lượng xe khách công cộng, kể cả xe vận chuyển hành khách thông qua hợp đồng, được phép hoạt động không quá 50%, không vận chuyển quá 50% công suất của xe. Bố trí hành khách giữ khoảng cách an toàn nhất định. Người trên xe phải đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước và sau khi lên xuống xe. Dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế phối hợp với Cảng hàng không Liên Khương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh khi khai thác trở lại các chuyến bay, chủ động theo dõi sức khỏe của khách nhập cảnh vào tỉnh. Ra soát quá trình tổ chức thực hiện mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, sử dụng tiết kiệm hiệu quả, không để xảy ra tiêu cực. Thống nhất phương án cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 4 tháng 5 năm 2020. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện việc vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các lớp học, trường học, tạo môi trường an toàn cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, hướng dẫn nhắc nhở học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình học tập. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ, trợ cấp theo nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, đảm bảo chính xác, không bỏ sót đối tượng. Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan và các địa phương, đơn vị kịp thời thực hiện việc hỗ trợ ngay khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh khi tiếp nhận khách đến lưu trú. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng phương án tại các khu cách ly tập trung, sẵn sàng tiếp nhận đối tượng cách ly khi có yêu cầu và theo quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhân dân, tiếp tục tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, đeo khẩu trang nơi công cộng, không tập trung đông người. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước. Tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2020. Tặng 5.000 kỳ nghỉ trọn gói tri ân lực lượng y tế tuyến đầu. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 480 về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2020. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các tổ chức chính trị xã hội trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt một số nội dung như các đơn vị phải có phương án vận tải phù hợp, tuân thủ quy định phòng chống dịch, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ, nhất là các tuyến kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương và đầu mối giao thông lớn.
các đơn vị vận tải phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là ngăn ngừa vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở quá số người, tăng giá vé trái quy định, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các đầu mối giao thông trọng điểm. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 11 tháng 5 về Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trước 15 giờ ngày 3 tháng 5 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng. Vietnam Airlines và công ty cổ phần Vinpearl thuộc tập đoàn Vingroup đã đề xuất lên Bộ Y tế chương trình tri ân những chiến binh áo trắng. Cụ thể, hai bên sẽ dành tặng 5.000 kỳ nghỉ trọn gói gồm một cặp vé máy bay khứ hồi hành trình nội địa và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm dành cho tối đa 4 thành viên trong gia đình ngay sau khi Việt Nam công bố hết dịch toàn quốc. Trong đó, Vietnam Airlines đại thọ 10.000 vé máy bay khứ hồi tương đương 5.000 cặp vé, đồng thời giảm 75% giá vé máy bay cho tối đa 2 người đi cùng mỗi y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế. Vinpearl dành tặng 10.000 đêm villa tương đương 5.000 chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm dành cho 4 thành viên trong gia đình tại các quần thể du lịch nghỉ dưỡng trên toàn hệ thống. Vietnam Airlines và Vinpearl sẽ triển khai chương trình trong 6 tháng kể từ thời điểm chính phủ Việt Nam tuyên bố hết dịch trên phạm vi cả nước và không muộn hơn ngày 30 tháng 6 năm 2021. Siêu thị Hạnh Phúc hay còn gọi là siêu thị không đồng cho người nghèo đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận đã chính thức mở cửa phục vụ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Siêu thị đặt tại khuôn viên thư viện tỉnh Bình Thuận, gồm các thực phẩm nhu yếu phẩm hàng ngày như là gạo, mắm, mì tôm, trứng, đường để người dân nghèo lựa chọn. Mỗi người được lựa chọn mua không quá 5 sản phẩm với giá không đồng một lần, giá trị không quá 100.000 đồng một lần mua và được mua 2 lần một tháng. Siêu thị sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trừ ngày lễ Tết. Mỗi ngày siêu thị không đồng sẽ phục vụ khoảng 300 lượt người đến mua sắm. Trước mắt, để siêu thị hoạt động ổn định và đảm bảo trật tự đúng đối tượng, ban tổ chức tiến hành phát phiếu về từng phường và căn cứ theo đối tượng hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương. Thông tin nóng trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội. Liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm lợi dụng mùa dịch COVID-19, tụ tập, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, sáng nay ngày 24 tháng 4, Công an thành phố Đà Lạt vẫn đang tiếp tục xác minh, xử lý nhiều nam nữ, thanh niên 9X về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm thanh niên này tổ chức sinh nhật, thuê biệt thự và đưa ma túy vào để sử dụng và bày lắc. Khuya ngày 23 tháng 4, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát hình sự Công an phường 9 đã bất ngờ đột kích vào một ngôi biệt thự tại số 31 đường Tràng Trình phường 9. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 8 thanh niên 9X đều ngụ tại thành phố Đà Lạt và các huyện lân cận, gồm 5 nam và 4 nữ, có tuổi đời từ 20 tới 29 tuổi, và một đối tượng 50 tuổi có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, ketamin, thuốc lắc. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại hiện trường một đĩa sứ có bột ma túy ketamin. Kiểm tra phát hiện trên người một nam thanh niên có một viên nén nghi thuốc lắc. Hiện đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang xác minh danh tính cũng như các thông tin liên quan đến chủ thuê căn biệt thự trên để lập hồ sơ xử lý. Thời gian qua, công an thành phố Đà Lạt liên tục phát hiện nhiều nhóm thanh niên thuê khách sạn, cơ sở lưu trú để sử dụng ma túy tập thể do các quán karaoke, bar, vũ trường đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, nên các đối tượng sử dụng ma túy thường chọn thuê khách sạn để phê ma túy. Công an huyện Di Linh đã tiến hành tạm giữ hình sự hai đối tượng Phan Tuấn Anh sinh năm 1993 cùng vợ là Lê Thị Thanh Phương sinh năm 1988 ngụ tại tổ dân phố 5, thị trấn Di Linh để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, đội cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy huyện Di Linh phối hợp với công an thị trấn Di Linh đã tiến hành khám xét nơi ở của hai vợ chồng Anh Phương tại một phòng trọ thuộc tổ dân phố 5 thị trấn Di Linh. Lực lượng công an bắt quả tang hai đối tượng này đang phân chia ma túy đá thành từng thép nhỏ để bán cho con nghiện. Tang vật thu giữ thêm gồm 68 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá, 7 điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, hai đối tượng Phương và Anh khai nhận đều nghiện ma túy, thường mua ma túy để sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác. Hiện công an huyện Di Linh đang tiến hành điều tra làm rõ và xử lý theo pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.